Thầy Giang Văn Linh đang có mặt tại đền cô bé Chí Mìu ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vào ngày 2 tháng 11, một ngôi đền nổi tiếng ở huyện Lạng Giang. Quyền cô phép cô ban danh ban diện cho bách gia trăm họ để cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà được đắc tài sẽ lộc.